và tất cả được đính trên bề mặt mặt dây chuyền là full kim cương, kết hợp giữa kim cương tròn và kim cương baguette. Kể cả cái khoen cũng vậy, quý khách muốn to hay nhỏ hay là muốn phù hợp với dây của mình thì Kỳ Lăng làm được hết và vừa hết, bảo đảm là y như rằng nó là của nhau vậy, bởi vì Kỳ Lăng là người chế tác trực tiếp làm cho nó phù hợp hài hòa. Chào mừng tất cả quý khách đã quay trở lại với Kỳ Lăng Luxury, kỳlanluxury.com. Hôm nay một chủ đề review về những dòng sản phẩm nữ trang, và cụ thể Kỳ Lăng trân trọng giới thiệu với tất cả quý khách, đây là mẫu mặt dây chuyền được thiết kế dựa trên ý tưởng logo của hãng đồng hồ Patek Philippe. Patek Philippe là một trong những thương hiệu lớn hàng đầu thế giới về ngành đồng hồ. Vì vậy cái sản phẩm này ra để phục vụ đi kèm với những dòng sản phẩm đồng hồ Patek Philippe, những sản phẩm triệu đô. Đây là cái sản phẩm được đúc bằng vàng 18, vàng trắng, và tất cả được đính trên bề mặt mặt dây chuyền là full kim cương, kết hợp giữa kim cương tròn và kim cương baguette. Và kim cương baguette là gì, kim cương tròn là gì thì Kỳ Lăng sẽ làm những clip chi tiết về những viên kim cương đó vào thời gian sắp tới để quý khách xem. Hãy đăng ký kênh YouTube của Kỳ Lăng, hãy like, theo dõi trang fanpage của Kỳ Lăng để cập nhật những video đó nhé. Mặt dây này thì được sử dụng phù hợp cho hầu như tất cả các dây, mẫu dây chuyền. Nếu như quý khách đã có những cái sợi dây ở nhà rồi thì chỉ việc mua cái mặt này thôi. Còn nếu như chúng ta chưa có dây luôn thì chúng ta sẽ mua thêm sợi dây, hoặc là đặt hàng của Kỳ Lăng để Kỳ Lăng thiết kế và sản xuất ra, chế tác ra cái sản phẩm bằng dây độc quyền cho quý khách luôn nữa cũng được, là nguyên một combo dây và mặt. Còn nếu như quý khách nào thích mua mặt thì cứ như thế này chọn lựa thôi nhé. Và chỗ cái chốt xỏ này Kỳ Lăng thiết kế cũng rất là thoải mái cho hầu như tất cả các sợi dây. Và nếu như quý khách ngại là không vừa với dây chúng ta đeo thì quý khách đừng có ngại, bởi vì mặt dây này là Kỳ Lăng chế tác theo yêu cầu, nhu cầu, công năng sử dụng của quý khách. Nếu quý khách có dây to quá thì Kỳ Lăng sẽ làm cái khoen to lên. Quý khách có dây nhỏ thì Kỳ Lăng sẽ làm mặt dây nhỏ lại, nó phù hợp với từng nhu cầu của quý khách. Và tùy vào hình dáng, trọng lượng, thân hình của chúng ta thì Kỳ Lăng sẽ tư vấn làm những cái mặt dây và sợi dây nó phù hợp cân đối với quý khách luôn. Tương tự thì ở đây Kỳ Lăng cũng có một cái mặt dây. Mặt dây này là một cái mặt độc quyền Kỳ Lăng và được sự yêu quý, yêu thương rất nồng nhiệt của tất cả các khách hàng. Mặt này cũng vậy, mặt này thì nếu như quý khách đã có những cái sợi dây chuyền rồi thì liên hệ với Kỳ Lăng để mua cái mặt. Hoặc nếu quý khách chưa có những sợi dây chuyền thì đặt Kỳ Lăng để Kỳ Lăng thiết kế luôn cho sợi dây chuyền. Ví dụ như đây là một cái sợi dây mà Kỳ Lăng đã thiết kế luôn nè. Ví dụ như đây là một cái sợi dây, Kỳ Lăng cũng thiết kế để phù hợp với cái mặt này luôn. Và quý khách cũng có thể yêu cầu, có nghĩa là những cái mặt này là Kỳ Lăng làm theo nhu cầu và yêu cầu của quý khách. Thì đây là sản phẩm Kỳ Lăng đã làm sẵn, thì là vàng hồng rose gold. Nếu quý khách có những sợi dây là vàng trắng thì Kỳ Lăng sẽ làm bằng vàng trắng. Nếu quý khách có những sợi dây bằng vàng vàng, Kỳ Lăng sẽ làm bằng vàng. Nếu quý khách có những sợi dây bằng vàng chanh, Kỳ Lăng sẽ làm mặt dây bằng chanh. Và chi tiết lại thì những cái mặt dây như vậy, như thế này thì Kỳ Lăng làm chế tác theo yêu cầu của quý khách, tức là theo hình dáng, theo cân nặng, theo hình thể của quý khách để cân đối phù hợp. Cho nên là kể cả cái khoen cũng vậy, quý khách muốn to hay nhỏ hay là muốn phù hợp với dây của mình thì Kỳ Lăng làm được hết và vừa hết, bảo đảm là y như rằng nó là của nhau vậy, bởi vì Kỳ Lăng là người chế tác trực tiếp làm cho nó phù hợp hài hòa. Chứ không phải là mình làm bừa làm đại, mà mình phải làm sao cho nó cân đối hài hòa từ cái kiểu dáng mặt và dây và hình dáng của chúng ta, hình trạng của chúng ta. Vâng, và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lăng cảm ơn rất nhiều, cảm ơn tất cả các khách đã dành thời gian quý báu của mình để mà xem, để mà ủng hộ clip của Kỳ Lăng. Kỳ Lăng chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công. Hãy đồng hành cùng Kỳ Lăng Luxury nhé. Và đừng quên ủng hộ Kỳ Lăng bằng cách subscribe, đăng ký kênh YouTube của Kỳ Lăng, cũng như like, theo dõi trang fanpage của Kỳ Lăng để cập nhật nhiều video
về những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới. Hoặc quý khách có thể truy cập trực tiếp vào website kilangluxury.com để xem những danh mục, những sản phẩm của Kỳ Lăng Luxury, hoặc gọi cho Kỳ Lăng qua số hotline 0901 247 247 hoặc kết nối qua Zalo 0901 247 247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lăng Luxury sẽ phục vụ tất cả những gì liên quan đến những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao luxury. Còn bây giờ xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.